Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển ngày hôm nay. Thưa quý vị, một đứa trẻ được phát triển toàn diện phải được phát triển trên 5 lĩnh vực. Đó là phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ và phát triển tình cảm kỹ năng xã hội. Trong đó, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ là một trong 5 lĩnh vực rất quan trọng, hấp dẫn nhất đối với trẻ nhà trẻ và mẫu giáo, đặc biệt là hoạt động tạo hình. Trong trường mầm non thì hoạt động tạo hình chính là phương tiện để trẻ thể hiện mình. Thông qua nghệ thuật tạo hình, trẻ được thử sức mình trong việc thể hiện và sáng tạo thế giới riêng theo tư duy của chính mình. Thực hiện quyết định số 868 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc thành lập đoàn cốt cán cấp mầm non gồm hơn 70 giáo viên tham gia tập huấn, chuyên đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non về lĩnh vực thẩm mỹ nhận thức. Theo đó, thì các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn cử giáo viên, cán bộ, quản lý đi tập huấn, tiếp thu chuyên đề. Qua hoạt động chuyên đề, không những giúp giáo viên được học tập trường bạn về cách trang trí môi trường nhóm lớp, mà còn giúp nắm chắc hơn chuyên môn về đào tạo tạo hình, tạo cho trẻ có nhiều hoạt động, nhiều thể loại đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó thì giáo viên sẽ nắm vững những vấn đề chung về giáo dục phát triển thẩm mỹ trong trường mầm non, biết tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ thông qua các hoạt động mang tính nghệ thuật. Từ đó thì trẻ được lĩnh hội một cách tích cực và tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp mắt. Từ cuối tháng 9 vừa qua, đoàn cốt cán cấp mầm non tham gia tập huấn chuyên đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non về lĩnh vực thẩm mỹ, nhận thức do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đến dự giờ hoạt động phát triển thẩm mỹ tại trường mầm non Hoa Ban, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Thông qua tiết học âm nhạc của cô giáo Nguyễn Như Xuân và cô giáo Phạm Thị Thu Hằng đã hướng các em lớp mẫu giáo 5 tuổi có kỹ năng ca hát với nhiều sáng tạo. Như từ nội dung bài hát Quê hương tươi đẹp, giáo viên đã khai thác triệt để đồ dùng, đồ chơi có sẵn như đá cuội, thanh tre, khăn tại không gian văn hóa của trường để dạy trẻ. Qua đó giúp trẻ phát triển khả năng phối hợp thị giác, thính giác và các cử động khéo léo của cơ thể. Bản thân tôi là một giáo viên đứng lớp thì ngày hôm nay thì trực tiếp thực hiện cái tiết dạy này. Thì tôi trước khi mà vào cái tiết dạy thì cái sự chuẩn bị đồ dùng thì nó cũng mang tính chất là phát huy tính tích cực của trẻ và cũng phù hợp với lại cái vùng miền địa phương sẵn có, chứ cũng không cần phải là cầu kỳ về những cái mà dụng cụ trong cái tiết học tôi đã chuẩn bị thì là có sẵn tại địa phương, ví dụ như là và nó đơn giản, ví dụ như chiếc áo dừa hay là bằng những cái bộ gõ tre và những cái viên sỏi thì đã nhặt sẵn ở xung quanh của chúng ta, chứ cũng không cần phải chuẩn bị cầu kỳ một tiết học. Và thực tế là sử dụng những cái nguyên liệu sẵn có, đồ dùng sẵn có và gần gũi với thiên nhiên thì trẻ thì rất là hứng thú trong cái tiết học và tạo cái kết quả của cái tiết dạy thì rất là tốt. Được tham gia dự cái tiết mà các cô của trường mầm non Hoa Ban thì em cảm nhận thì rất là, thứ nhất là đến đây này em đã rất là vui và em đã được tham dự cái hoạt động này thì em cảm thấy là các hoạt động của các cô thì đã và giữa cô và trò ấy thì rất là tuyệt vời và giữa cô và trẻ thì có cái sự rất là thoải mái, gần như là một cái hoạt động gần như là nó mang cái tính chất là trải nghiệm và nó giữa cô và trẻ gần như là được cái hoạt động của cô và trẻ thì nó rất là, mình cảm giác là nó rất là thoải mái, các cháu được hòa mình vào trong cái hoạt động đó và mang cái tính chất trải nghiệm rất là nhiều. Và bản thân em thì đến đây thì em thấy là em học hỏi được rất là nhiều điều, đặc biệt là cái cách tổ chức hoạt động của các cô rất là gần gũi, rất là thân thiện ạ. Còn như chúng em thì cái điều kiện ở trong trường, trong xã thì các cháu sẽ cái sự e dè rụt rè hơn. Chính vì vậy là đối với vai trò làm giáo viên thì sẽ phải là tạo cho cái học sinh một cái tâm thế là thoải mái nhất để các cháu tự tin tham gia vào các hoạt động. Và đặc biệt là hôm nay là lồng ghép vào cái bình đẳng giới ấy, thì mình sẽ chú ý hơn, nhiều hơn nữa tới các trẻ trai. Tại vì như trước đây thì các cô thường là những trong các cái hoạt động, kể cả là đồ dùng, đồ chơi này hay là các cái trang phục thì luôn luôn là hướng về trẻ gái nhiều hơn trẻ trai. Nhưng mà hiện tại thì đến ngày hôm nay thì em thấy là từ các cái đồ dùng cũng như là cái hoạt động thì các cô đã chú ý đến trẻ trai rất là nhiều. Nên là bọn em sẽ về để triển khai tại địa phương của mình ạ. Qua những buổi học như thế này thì điều mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc đó là học sinh được trải nghiệm với những cái đồ dùng mà gần gũi với các con xung quanh. Và từ những cái trải nghiệm đó thì các con đã phát hiện ra được những cái kiến thức
và các con tự nói lên được những cái suy nghĩ của mình, và điều này rất là tốt. Và bản thân tôi thì học được ở trong tiết này rất là nhiều điều. Thứ nhất, đó là cái cách thức mà tổ chức các cái hoạt động để làm sao cho các con được trải nghiệm nhiều nhất. Thứ hai, đó là cái việc mà sử dụng đồ dùng làm sao mà để hiệu quả cao và nó không gây lãng phí những cái đồ dùng. Trong ngày 22 tháng 9, các cô giáo đã lựa chọn nội dung bài giảng phù hợp với nhóm trẻ 3 đến 4 tuổi, đề tài khám phá khoa học, chất tan và chất không tan. Trẻ bước đầu được hướng dẫn nhận biết chất tan và không tan qua các vật mẫu mà cô giáo đã đưa ra. Ở đề tài này, các em rất sôi nổi pha chế nước uống từ nguyên liệu muối, đường, chanh hay xê sủi. Cùng với đó được quan sát và thực hành thí nghiệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân của chất tan và không tan trong nước. Qua thí nghiệm có tính minh chứng này, giáo viên có thể áp dụng để giải thích cho trẻ một cách rõ ràng và thuyết phục về đặc tính của sự vật hiện tượng, đáp ứng được nhu cầu khám phá của trẻ. Qua cái buổi học cho trẻ được thí nghiệm với cái chất tan và không tan thì tôi cảm thấy là nó rất là thiết thực, thực tế trong cuộc sống đối với trẻ. Trẻ được làm quen rất là nhiều các nguyên liệu mà hàng ngày trẻ vẫn đang gặp, nhưng ở đây thì là trẻ đã được khám phá một cách trọn vẹn. Ngay từ đầu khi mà đến ấy, trẻ nó đã hứng thú rồi, nhưng mà cái cách hứng thú của các con là các con hoạt động rất là nghiêm túc, nhưng mà không thể nào là từ đầu đến cuối vẫn không thể nào rời được những nguyên liệu mà các con khám phá như thế. Cái hay nữa là ở cái hoạt động này là cái sự linh hoạt của cô với lại những cái đồ nguyên vật liệu nó rất là hấp dẫn. Khi mà các con được trải nghiệm, được tham gia chơi như vậy thì là các con đã được lĩnh hội được rất là nhiều cái kiến thức ở trong cuộc sống. Đó là một cái hoạt động cực kỳ thiết thực. Khi mà tôi được tham gia cái buổi chuyên đề này thì tôi thấy thứ nhất là ở đây cái không gian ấy mà các cô tạo cho các con hoạt động rất là thân thiện và gần gũi. Cô giáo cũng rất là nhẹ nhàng, cởi mở. Và cái điểm nổi bật nhất mà tôi nhận thấy ngày hôm nay đó là các con học tập nó rất là tích cực. Nó rất là tích cực để hợp tác với các cô giáo trong các hoạt động của mình. Và có được điều này là do các cô cũng đã tổ chức cái hình thức cho các con hoạt động rất là linh hoạt, sáng tạo. Và đặc biệt là bằng cái việc là các cô đã lựa chọn những cái hoạt động rất là thực tế để cho các con được trải nghiệm. Và thông qua cái việc trải nghiệm, thông qua cái việc thực hành đó thì các con sẽ được tiếp thu những cái các con được làm quen và được tiếp thu những cái kiến thức nó liên quan đến các lĩnh vực về khoa học cũng như là các hiện tượng vật lý. Thì đó là tôi nghĩ là đó là cái thành công của cái tiết dạy ngày hôm nay. Và trước khi là phân công cái nhiệm vụ được nhận cái tiết dạy, với cái tiết dạy là nhận lĩnh vực phát triển nhận thức và với cái bài học là khám phá môi trường chất tan và chất không tan, thì được sự quan tâm của các cấp và sở giáo dục, phòng giáo dục và ban giám hiệu nhà trường và cùng các đồng nghiệp ở trong trường đã giúp đỡ tôi là rất là nhiều để hoàn thành một cái tiết dạy, hoàn thành cái nhiệm vụ được giao cho các cháu rất là chu đáo và nhiệt tình. Và để được đạt cái kết quả như ngày hôm nay thì không phải những một mình tôi mà tất cả các anh em đồng nghiệp và sự hỗ trợ của mọi người, tư vấn giúp đỡ của mọi người để hoàn thành cái tiết dạy hôm nay cho các con. Việc chuẩn bị cho các tiết dạy chuyên đề rất công phu, đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi, các nguyên liệu tự nhiên đầy sáng tạo do chính bàn tay khéo léo của các cô giáo và các con tạo nên. Giáo viên tổ chức mọi hoạt động đều hướng tới từng trẻ cũng như từng nhóm trẻ nhỏ và nhóm trẻ lớn để tạo cơ hội cho trẻ được học tập, rèn luyện, đặc biệt là phát huy hết sự sáng tạo của mình. Điều đó được thể hiện ở sản phẩm của trẻ. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường thì cũng rất là cảm ơn các lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, như các lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu cũng đã rất là quan tâm đến nhà trường và đã tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng hai cái tiết học để cho học sinh được thực hành trải nghiệm các cái hoạt động trong cuộc sống. Và các cháu là được những tiết học của chúng tôi là cũng xây dựng dựa trên bối cảnh của địa phương sẵn có của địa phương, được thực hành, được trải nghiệm. Nhà trường cũng đã chỉ đạo cho các giáo viên là xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được thực hành, được trải nghiệm các hoạt động trong các hoạt động học và các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, chương trình cán bộ cốt cán tham gia tập huấn chuyên đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non về lĩnh vực thẩm mỹ, nhận thức còn có các nội dung khác như tổ chức hoạt động phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầm non, đảm bảo yêu cầu bình đẳng giới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương, dự giờ phát triển hoạt động nhận thức và định hướng một số nội dung triển khai tập huấn tại địa phương. Bên cạnh việc giảng dạy các kiến thức cơ bản, các giáo viên còn lồng ghép các trò chơi, văn hóa văn nghệ cho trẻ, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới.
Cùng với đó, xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với từng độ tuổi như tạo cảnh quan môi trường giáo dục xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn, thân thiện, giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm, khám phá. Quan tâm giáo dục nhóm, cá nhân trẻ, thường xuyên phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo sự đồng thuận trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học phải chú trọng từ việc thay đổi nhận thức, hành vi của các bên tham gia, từ cán bộ quản lý chỉ đạo chuyên môn trong cách thức nhận xét đánh giá chất lượng giờ dạy, sau đó mới có thể thay đổi tư duy của người dạy sinh hoạt chuyên môn, giúp người dạy sinh hoạt chuyên môn tự tin trong thể hiện. Bên cạnh đó, cần tạo cơ hội cho tất cả giáo viên được tham gia dạy sinh hoạt chuyên môn, bao gồm cả giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, không chỉ tập trung ở một vài giáo viên khá tốt, thường xuyên tham gia dạy. Chúng tôi được giao nhiệm vụ đó là tổ chức các tiết chuyên đề để bồi dưỡng đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Để qua cái nội dung này, thứ nhất đó là đổi mới trong cái việc mà tổ chức các hoạt động giáo dục trong đơn vị nhà trường. Trước đây thì với cái hình thức tổ chức là chỉ ở trong lớp học thôi, nhưng bây giờ theo cái hướng mới, hướng mở cũng như là theo cái thông tư 51 về đổi mới chương trình giáo dục mầm non thì thực hiện là ở mọi lúc, mọi nơi, ở các địa điểm làm sao hiệu quả của tiết dạy cũng như là cho trẻ hứng thú nhất. Thế thì để thực hiện cái nội dung này thì thành phố cũng rất là mạnh dạn trong cái việc mà xây dựng các tiết chuyên đề để chúng tôi tổ chức ở đây này khu vui chơi của học sinh, khu vườn cổ tích thì tận dụng tất cả những cái gì mà ở trong khu vườn cổ tích đã có để đưa vào các tiết học, đưa vào bài dạy để cho các con gắn với lại thực tế và các con nhìn thấy và từ đó để cái sự nhận thức của các con cũng như là kiến thức của các con sẽ tiếp thu nó sẽ đầy đủ hơn và nó gắn với thực tế và đúng với lại tinh thần chỉ đạo của sở cũng như là của các cấp, đó là đổi mới sinh hoạt chuyên môn và tổ chức các hoạt động theo hướng trải nghiệm. Giáo dục thẩm mỹ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục trẻ mầm non. Hoạt động tạo hình có vai trò rất lớn đối với sự nhận thức của trẻ, là phương tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng, là con đường để giáo dục tình cảm, xã hội, giúp phát triển thể chất, ngôn ngữ cho trẻ, là một trong những hoạt động nghệ thuật đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thẩm mỹ cho trẻ, là môi trường kích thích tính tò mò, ham hiểu biết giúp cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Để hoạt động tạo hình phát huy hết vai trò của mình trong nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, giúp ươm trồng tài năng và sức sáng tạo cho trẻ, trong công tác giáo dục cần phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phối hợp với các hoạt động khác là trách nhiệm của các nhà giáo dục trong sự nghiệp trồng người của đất nước. Thời lượng của chuyên mục giáo dục và phát triển số này cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.